thì nó có kêu không? À hay quá, nó có kèn nữa ta ơi. Mở được con ép rồi. Nó thì nó có kêu không? À, con ép cũng kêu luôn. Hay quá, để mày coi. Con ép nó có hai cái mắt màu đen nè. Đây, ép màu xanh có hai con mắt màu đen. Ở dưới bụng nó là có cái kèn nè. Hay quá. Rồi, mở hà mã. Một con hà mã màu hồng. Đứng hết ta. Đây. Chơi. Rồi Bảo Chân xong rồi các bạn nè. Rồi. Bảo Chân giỏi quá. Giờ Bảo Chân sẽ làm gì? Oh.
chơi em bé ha, mình chạy đầu cho em bé đúng không? Lại luôn cái lược cho một cái muỗng để có bánh ăn chưa? Bánh nè, cái trứng này nó có bánh nè. Con lấy cái muỗng này con múc nè, đây nè, mình còn thêm một cái muỗng nữa nè. Con khỉ nó quay vô nó nhìn con ăn à, hay ta. Xin chào Bảo Châu, mình là khỉ. Mình cho bạn khỉ một miếng nè. Rồi dính cái miệng bạn khỉ rồi. Khỉ quay ra nha. À, đút cho bạn sư tử một miếng. Con vịt. Em này nữa nè, em này em tên gì? Con cá sấu. Cái muỗng lấy múc bánh ăn á.